Rồi, xin chào các bác nhé, chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh của em. Thì hôm nay em xin giới thiệu các bác là một cái mẫu máy hút chân không dùng cho thị trường Nhật Bản nhé. Hãng thì của Mỹ nhé, hãng Mỹ này, các bác có thể gõ cái hãng nó sẽ ra thương hiệu của nó bác nhé. Thì nó sản xuất tại nhà máy China, đấy, xuất về thị trường Nhật, sử dụng nguồn điện là 100V để sử dụng các bác nhé. Nên các bác lưu ý nhé, cái này thì nó không có sử dụng 220. Đấy, cái hàng này mẫu 220 em có kiếm mà nó không có thị trường ở thị trường Việt Nam. Đấy, thì ở đây ấy, em có một cái khay đựng chân không nữa các bác nhé. Nó cái khay này thì mình có thể bỏ như đồ ăn nếu ý mình vào trong tủ ấy. Ví dụ như mình có thể mở ra đấy. Còn đây là cái quận đấy, quận này thì nó cũng do Mỹ sản xuất luôn nhá, cái này USA luôn đấy các bác. Thì nó sẽ có đường kính là 22 đó, một cái là đường kính là quận 28 đây. Đấy, cái này ví dụ mình xài hết ấy, mình sẽ mua ở giấy ở thị trường Việt Nam nhé, chứ còn cái này thì thứ nhất là nó không có ở thị trường Việt Nam đó. Thì bác biết được tiêu chuẩn của Nhật nó khác các bác ạ. Đấy, thì cái giấy này mình sử dụng ấy thì nó sẽ là giấy nhám một mặt đấy, và một mặt nhẵn đấy, và nó là quặn nhá. Thì cái dòng máy làm giới thiệu sơ các bác, nó sẽ có hai tính năng, một tính năng là hút chân không và một tính năng là hàn. Đấy, nghĩa là ví dụ như mình hàn hàn quặn này, ví dụ mình xài dài thì cắt, mà xài ngắn thì cắt nhá, theo cái kích thước. Đấy, bây giờ em sẽ hàn thử cho các bác nhé. Lưu ý cho em là xả điện 100V nhé các bác. Đấy, các bác xem kỹ trước khi mình gọi điện nhé. Thì cái hàng này em mua trực tiếp từ bên Nhật về nên giá thành của nó đương nhiên nó sẽ không có rẻ giống như là hàng bãi các bác nhé, và đặc biệt là nó có đủ đồ đấy. Và hàng này, con này nó chưa xài các bác ạ, có những con nứt, có những con chưa xài đấy. Đây em sẽ hàn các bác nhé, em sẽ hàn cho các bác coi. Có những con nó hàn tự động, có những con nó hàn tự động nữa cơ. Đấy, những con đó thì nó đắt tiền hơn nữa. Đây em hàn này. Đó. Thì khi mình nhấn như vậy ấy, thì đèn đỏ nó sẽ sáng lên. Khi nào đèn đỏ nó mất đi thì là nó đã hàn xong các bác nhá. Đấy. Còn cái này mình muốn cắt đấy thì mình sẽ cắt bằng kéo. Đấy. Còn cái con máy mà tự động ấy là nó sẽ có cắt cắt bằng tay ở trên đó luôn, có dao cắt luôn. Thế nên là cắt kéo nhá. Ok, mở ra này. Đó. Đây các bác nhìn thấy không? Đây là vết hàn nhá. Đó, vết hàn này. Đấy, các bác có thoải mái nhé, không có giật được nó đâu. Đấy, nó rất là chắc đó. Thì mình muốn bảo quản những cái đồ trong gia đình nhà mình ấy. Đấy, thì mình muốn bảo quản nó lâu ấy, và nó sạch sẽ an toàn đấy. Đấy, không bị nhiễm từ cái thực phẩm nọ sang thực phẩm kia, nghĩa là lây chéo ấy. Kể cả mình có thể lưu trữ đồ khô rất là thuận tiện, tại vì những đồ khô khi đã phơi khô rồi mà các bác không có bảo quản tốt đấy là nó sẽ hư nhá. Đấy, cái này em đang tính là bỏ ít đậu lành khô vào trong này, ăn bao nhiêu thì mình sẽ bỏ ra bấy nhiêu, tại vì ấy, để bình thường ngoài mọt nó vào ấy, các bác ạ. Đấy, để cái gì mọt nó cũng vào đấy, rất là hay, mấy con mọt nó nhanh lắm. Đấy. Đây em sẽ hút thử một cái ổ điện này vào trong nhé, hoặc là bác có thể hút chân không ấy, mình có thể mang đồ đi máy bay đấy, rất là thuận tiện tiện nhé. Đây là hàng sử dụng thị trường Nhật, điện 100V, nó hút rất là khỏe nha các bác. Bây giờ em sẽ thử cho các bác nhé. Thì ở trên này ấy, nó sẽ có thời gian, ví dụ như là các bác có thể ghi bút nông ở đây, ví dụ như là mình bỏ vào ngày nào á, mình có thể ghi vào nhé để mình nhớ đó. Ở trên này này, đấy, cái vùng này là đát này, ví dụ như là hôm nay mình bỏ là ngày bao nhiêu tháng 10 này đó, để mình biết được là mình bỏ ngày nào đấy, mình khi mình ăn đấy mình cũng nhìn đây mình biết ha. Đó, bảo quản môi trường chân không rất tốt trong tủ lạnh nhá. Cái tủ lạnh nó để lạnh rất là tốt rồi, nhưng mà các bác phải biết là nó sẽ không được phép khi mà để thực phẩm này thực phẩm kia lẫn lộn nhau đó, tại vì có những cái để lạnh ở trong đó, có những cái là mới bỏ vào đấy, nói chung là nó sẽ lẫn lộn và nó sẽ lây lây chéo qua đó. Đây em sẽ bỏ cho các bác nhé, và lưu trữ chân không thì các bác biết rồi đấy. Thứ nhất là nó sẽ rất là bền theo thời gian, ví dụ như là thực phẩm nó sẽ tươi nâu ấy đấy, sạch sẽ. Đây là hút rời nhá, hút rời ấy. Đây em cắm vào, không thích thì mình rút ra này đó, mình cắm để mình hút vào cái cục này á. Bây giờ em sẽ bấm tự động nhá, các bác nhìn này. Đấy, nó hút căng hết hơi thì bắt đầu nó chuyển sang nó hàn tự động luôn nhá, mình không phải thao tác nữa đó, thì nó hàn tự động luôn. Khi nó bớt đèn, mất đèn đấy, nghĩa là tắt đèn đi thì là ok rồi. Con này nó chưa xài nhưng không có hộp các bác nhá. Đây này, đấy. Đây mất đèn nhá, nói chung là thời gian hàn rất là nhanh đấy. Mình gia đình mình có cái này mình xài ok đấy. Lưu ý cho em là máy dùng cho thị trường Nhật, không phải máy xuất sang thị trường Việt Nam nhá các bác ha. Để các bác lưu ý ha. Hút này đó, các bác thấy không, rất ok nhá. Đấy, ví dụ mình hút cho những cái đồ này còn sợ nó bị bục
Đó, ví dụ như thế. Còn mình tại vì những cái này có cạnh sắc nhọn rồi, còn mình hút cho đồ ăn thì thoải mái nhá các bác nhá. Đấy, đây em thử cho các bác thôi, tại vì em không có đồ ăn ở đây, em thử bằng cái đồ khô này em hút cho các bác thôi. Bơ hút cái vỏ thuốc lá hút nó bẹp luôn đó. Đó. Đây, các bác nhé, các bác cần thì liên hệ bên cho bên em nhé. Đấy thì em cũng xin báo giá với các bác luôn, một con tình trạng với cái máy đẹp như thế này, bên em đang bán là 3 triệu 7 nhé. Các bác cảm thấy hợp lý thì liên hệ bên em. Còn các bác có thấy nó đắt thì mình có thể mua những cái hàng mà xuất khẩu. Ở đây nó sẽ giá nó rất là rẻ, 500 700 triệu, 2 triệu rưỡi, 2 triệu, tùy các bác nhé, tùy vào từng từng mẫu. Còn đồ thị trường Nhật ấy, thì nó khác. Mấy thứ hai nữa, cái này em mua trực tiếp từ Nhật về các bác á, nên là các bác thông cảm nhé, cảm thấy hợp lý thì mình sẽ liên hệ. Ok nhé, em xin chào các bác nhé.